Dạo này bây giờ mình thấy là cầu lông là một môn thể thao rất là hot luôn, và có rất là nhiều bạn yêu cầu team mình thực hiện cuộc thi cầu lông. Thì hôm nay mình sẽ đáp ứng theo các bạn. Thì giờ team mình đặt một cái sân này để chơi cầu lông cho hoành tráng nha. Ủa cô, nay chen không tiêu cô. Mà nãy đi cô quên đem theo dọc nên Trang về lấy rồi con ơi. Ủa, môn cầu lông là môn yêu thích của em mà sao không có em được. Rồi bây giờ là tổng cộng là mình có mấy người để mình chia đội chơi nè. Tính tôi là 10 nhưng mà bỏ cô ra là 9 người. Chú ơi, có hai anh chị con muốn solo với team mình đó, chú cho vô không? Cái này để chú hỏi lại cô sao em? Cái này em thấy hỏi ý kiến những thành viên trong team mình á anh, chứ em quyết định không được nữa. Bây giờ tụi con muốn đánh trong team mình không hay là muốn người ngoài đánh chung? Thôi cô ơi, cho vô đi cô, mấy bạn nào mà giỏi giỏi thì mới xuống tầm với con á cô. Ừ, đúng rồi đó, đúng cô, chứ con á đánh cầu lông á là con là cái gì à? Áo trình, đúng rồi, áo trình đó cô. Rồi ok, vậy là mấy đứa quyết định là cho người ngoài vô luôn ha. Bạn con này chú ơi. Trời ơi, chào chị nha. Trời ơi, hôm bữa anh nghe chút xem anh me người này rồi. Trời ơi, anh chọn mà chứ anh có me đâu, em này kỳ quá à. Ê, cái ông này tôi quen nè. Ông này hổng ơi, mới thấy ông nè. Rồi bây giờ tổng cộng mình là có 12 người phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ để mình chia đội ra ha. Bây giờ chú giao là 4 vòng. Thứ nhất là vòng loại, thứ hai là vòng tứ kết, thứ ba là vòng bán kết, thứ tư là vòng chung kết để tìm ra nhà vô địch nha. Chú ơi, con còn một chị nữa. Ờ, chị con tên gì? Dạ chị con tên Thi. À, bạn Thi. Wow, có bạn mới luôn ta. Vậy lát anh nhường chị đó đi. Trời ơi, Thi mà nhường về em chơi tóc. Trời ơi, vậy mà ở đây có 13 người sao chia đội chú? Nói sao chứ em thấy đây có 12 người mà. Tại cô đang đi rước tài rồi nên là sẽ là 13 người đó em. Rồi đúng rồi, giờ là mình có 13 người, bây giờ là chú sẽ chia đội nha. Đội hình mình có 13 người, lấy 16 trừ 13 bằng 3 thì 3 người được tiến thẳng vô vòng tứ kết. Các cặp còn lại đấu với nhau để tìm ra người thắng vô vòng bán kết, rồi các cặp đó đấu với nhau để tìm ra người vô vòng chung kết. Rồi vô chung kết thì còn 2 người solo, mấy đứa hiểu chưa? Rồi. Rồi mình triển khai. Chú ơi, con có điều nó nhỏ chú nè, giờ con đói quá có gì ăn không? Không ăn sao đứng lại mấy anh chị? Đúng rồi, mới học không đói quá chú ơi. Đói quá chú ơi, lượm đi. Mấy đứa yên tâm đi, cô đem theo một thùng xúc xích nè, tụi con ăn nạp năng lượng đi, mình bắt đầu thi cầu lông nha. Cô ơi, cô cho mấy em nạp năng lượng vậy tụi con đói ra ăn bằng gì cô? Cô yên tâm đi, cô cho con ăn luôn nè. Cảm ơn cô. Rồi mấy đứa đi ăn đi. Mình ăn xúc xích lát vị vung bay bất bơ nha các bạn. Mình cũng giống nhìn nha các bạn. Giống nhau luôn nè. Anh có đối thủ á, vậy anh nhường em nha. Ok, em cứ yên tâm. Mình ăn xúc xích sốt vị spaghetti nha các bạn. Em mình ăn xúc xích vị boba nha. Mình thì ăn xúc xích vị tinh sữa nha các bạn. Wow, trong đây có bún cây tha hồ mà ăn luôn. Xúc xích theo cái bộ có nẻ đa nắng là tiện lợi luôn nha anh em. Cần đưa vô nè, dặn một cái thôi là có ăn liền. Ủa, à, có quà trong đây là sao ta? Đâu, em mở ra coi bên trong có gì. Bên trong xúc xích heo cò bò có hình xích cơ chú heo rất là dễ thương luôn nè. Thôi chị cũng có nè. Ủa anh cũng có xích cơ nè. Của anh là tuyệt vời. Thôi tôi cũng có nè, của tôi là 10 điểm không có nhân. Em cũng có nè, em là bắn tim. Trời ơi, của em bắn tim mới dễ thương quá vậy. Em cũng có nữa nè. Em cũng có nè, chắc nghĩ nhà xúc xích bỏ quên trong đây rồi. Anh cũng nghĩ gì á? Không phải đâu, đó là quà của xúc xích heo cò bò dành tặng cho mấy bạn khi mua xúc xích heo cò bò. Cho mỗi liền xúc xích đều có sticker heo cò bò khác nhau, đặc biệt là sẽ có sticker dành riêng cho Giáng sinh sắp tới nữa đó. Vậy sao anh không thấy con heo Giáng sinh nào vậy em? Tiết cơ heo cao bò Giáng sinh đó tụi con phải siêu tập, ai may mắn mới có được đó. Để con về mua thật nhiều xúc xích heo cao bò, nhất định con sẽ siêu tập được chọn bộ xúc xích heo cao bò Giáng sinh. Ừ, để tới Noel á, tôi với ông trang trí cho nó hoài ha. Đúng rồi đó. Mời các bạn xúc xích nha. Ngon lắm bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ mình thắng trận này nha. Mà các bạn ăn xúc xích quá ngon các bạn ơi. Thôi tới mình luôn nha, các bạn cũng nhớ ủng hộ mình luôn nha. Mời bạn nha. Đây là xúc xích heo cao bò 3+1 được sản xuất 100% từ thịt heo nhập khẩu nên lúc nào team mình cũng chọn để nạp năng lượng bắt đầu cuộc thử thách nha các bạn. Mời các bạn xúc xích với mình nha. Ủa mà chị đánh cầu lông hay không? Chị cũng mới biết đánh à. Em mới tập đánh luôn á. À, có xúc xích nạp năng lượng rồi chút tôi phải giật giải 1 triệu đồng mới được. Chắc chưa? Chắc luôn. Để mình dắt cái cơ chú heo này vô giật để chơi hên coi. Đó, mình mang lại niềm hên cho tao nha. Heo cao bòi ơi, giúp tao thắng giải cầu lông lần này nha. Ok, ông chơi bộ phép gì hả? Cho tôi chơi với. Thôi tôi dán sticker lên cái cầu lông này không? Tuyệt vời. Tôi dán này vô là tôi quýnh thắng cái tuyệt vời liền luôn. Sao không làm những mình thấy. Rồi mấy đứa có năng lượng hết rồi, bắt đầu mình chơi nha. Thì theo cái sơ đồ này đó là sẽ có 3 bạn được tuyển thẳng vô không cần quýnh vòng loại. Rồi vậy cho Khang Trung với một bạn nào mà quýnh cầu lông giỏi này là được tuyển thẳng. Đức. Khang Trung Đức. Rồi ba người này là khỏi quýnh vòng loại. Rồi bây giờ là cho mấy đứa thoải mái bắt cặp đi. Thôi thôi chị ơi. Rồi sẽ chơi với bạn mới. Học quá các bạn ơi, lần đầu mình chơi với bạn mới nha. Em với chị là đối thủ nha. Thôi có gì. Trời ơi, hai
hai anh em ruột mình mới quýnh chung với nhau anh em ơi. Mình mới biết chơi cầu lông bắt Vinh nha các bạn. Đâu biết đánh gì mà đâu, phải không Vinh? Vinh đánh hay mà phải không? Bây giờ chú quy định mỗi cặp là đánh 10 trái nha. Cái sân của mình là có hai cái vạch thì mình tính vạch ở trong thôi. Ai mà trái cầu rớt ở đây coi như là lỗi, thì thua một điểm nha, hiểu không? Dạ, hiểu rồi. Rồi bây giờ là cho ai quýnh trước nè. Ê, Vinh, Vinh. Ủa, rồi cho Tài Vinh đi. Vậy là cặp đầu tiên Tài với Vinh nha. Tài ơi, anh thua em chắc rồi. Thì chưa biết đâu, giao cầu đi. Rồi giờ Vinh là đứng bên sân này, còn Tài bên sân kia nha. Ok. Rồi giao cầu. Rồi ra ngoài. Trời ơi, Vinh quýnh đâu vậy? Rồi giao hoài nha. Vinh đánh nhẹ nhẹ trong làng này nha Vinh. 1-0 nghiêng về anh Tài. Hay quá Tài ơi. Rồi anh Tài ra sân, vậy là 1-1. Rồi 2-1 nghiêng về Vinh. Vinh 2 rồi kìa. Vinh 2-1 rồi. Ôi, Vinh quýnh rất là mạnh luôn nha. Rồi. Ê, ta ra ngoài rồi. À, vô. Vinh được điểm á. 3-2. Vinh 3 rồi, Tài 2. Rồi, chưa quá. Ba đều. Cố lên Vinh ơi. Đúng là mới đập chơi luôn nha. 5-4 nghiêng về Vinh. Rồi 6-4. Tài mới biết chơi quýnh dở quá. Rồi ra ngoài luôn. Nope. Trời ơi 8-5 nữa rồi. Còn hả được, Tài ơi, bỏ, ừ quên luôn. Nữa bên kia, ừ, trời ơi. À, 8-6. Trời ơi, ơi, trời ơi, Tài ơi. Trời ơi. 97. Tài con. Ơi. Rồi trái cầu của Vinh còn nằm trong vạch này, tức là Vinh 10, Tài 7 và Tài đã bị lỗi vòng đầu. Yeah, mình thắng rồi. Cảm ơn Heo Cao Bồi đã giúp mình nha. Vòng 1 Tài bị lỗi, Vinh lọt vô vòng tứ kết đi đấu với Trung nha. Rồi vòng lỗi tiếp theo là Trang với Trúc nha. Mấy đứa có 10 trái, ai tới 10 trái trước người đó thắng nha. Cố lên Trúc Mốt ơi, đừng làm chị thất vọng nha. Mình cũng mới biết chơi nha các bạn, chứ em làm chị thất vọng mà chị ơi. Em cứ yên tâm, lúc nào anh sẽ cổ vũ em hết trơn á. Mặc dù em có thua thì em đi về đến vô anh quýnh với Ngân. Thật là quải trưởng các bạn ạ. Anh Minh cổ vũ vậy em cũng chịu anh Minh luôn á. Rồi giao cầu đi. Bạn Trúc giao cầu trước nha các bạn. Oh. 1-0 dành cho Trang. Rồi 1 điểm như Trang. Rồi tỷ số giờ đang 2-0 như người tan nha. Rồi 3-0. Thì Trúc nói chung là cũng mới biết chơi nha các bạn. Đúng đúng. Chút giờ là hết cứu rồi các bạn ơi. 8-2. Trời ơi, hết lực kiệt luôn rồi. Chút thua luôn anh em ơi.
Ủa sao chị thắng mà chị không mừng chị Giang? Tại chị Trúc mới biết chơi mà, có gì đâu vui. Hồi đó chị cũng mới biết chơi, có nhiều bạn nói chị đánh dở đó. Trúc đã bị loại, Trang được vô vòng tứ kết nha. Cặp đấu tiếp theo là Minh với Ân. Ân, tuy anh với em á là anh em vào sinh ra tử bấy lâu nay rồi, nhưng trong cuộc thi này anh không có nhường em đâu nha. Ở ngoài đời á em qua là đại ca, nhưng mà trong đây á anh không có cửa đâu. Tao hơi đận đó. Dạ. Đây. Con tay ơi, kệ lại. Phải phải. Ôm cái con. Rồi vô. Hai người quýnh thì quýnh lẹ đi, làm mạo quá. Thôi đúng đấu lẹ đi. Đâu đi. Nè anh nghĩ ai thắng anh Trung? Anh á, anh nghĩ anh Minh là người sẽ chiến thắng. Thầy Ân đánh hơi yếu. Rồi giờ cặp tiếp theo là Minh với Ân nha. Minh giao cầu đi. Minh cầu. Đi trời. Ơi Minh có kỳ tóc. Rồi 1-0 nha Dân. Ơi anh Minh ơi, đánh gì vậy? Thì có một chạm, đánh gì đốn chạm vậy? Biết rồi. Bây giờ mình giao lực lại là quánh không được hai chạm. Ừ, nói chung lần đầu là bỏ qua, coi như điểm này không tính nha. Vẫn là 1-0. Rồi vô. Đi, trời ơi kịch tính quá. Trời ơi 2-0 rồi. Trời ơi 2-0 rồi, nghi chừng này anh Minh tới công chuyện quá. Ăn này quá đỉnh. Minh đã đi. Vô. Rồi giờ 4-0 nghiêng về ăn nha. Rồi cuộc thi là không có nể nang gì hết, chơi hết mình. Bốn một nha các bạn. Ăn này xử lý hơi bị lỗi rồi. Hay quá. Ok 5-1 5-2 Rồi. Trời ơi 6-2 rồi. Kéo anh Minh ơi. 6-2 Rồi. Coi như là Minh thua một cách gọi là thuyết phục nha. Minh bị loại, Ân vô vòng tứ kết. Rồi tiếp theo là bạn Ánh với bạn Thi nha. Rồi đấu này phải lắm nha. Để chặn lại cái rồi rất công bằng nha. Công bằng. Rồi ok. Rồi cuộc thi bắt đầu. Coi bạn Ánh với bạn Thi này như thế nào. Bạn Thi này có vẻ như đang thăm dò đối thủ. Rồi còn Lâm Sơn. Quên. Còn Một điều. Rồi 2-0. Rồi bạn Thi này có vẻ như mới biết chơi. Rồi 2-1. Nhục. Rồi 2-3. Trời ơi, ba đều. Cái gì vậy bà nội? Đúng ba luôn rồi. 2-5-3.
Nope. Rồi không qua được lưới. Sao bốn rồi. Rồi 5-6 rồi. 5-6. Cố lên anh ơi, cố lên. Rồi 7-5 nghiêng về bằng ánh nha. Rồi 7-6. Bạn Thi Dí cái sắp kẹp rồi. Trời ơi, 7 điều rồi. Trời ơi, 8-7 rồi. Rồi, 8-7 nghiêng về bằng ánh. Rồi, ra ngoài, ra ngoài. Còn một điểm cuối cùng cho bằng ánh đó nha. Rồi, 9-8. Rồi, 9 đều. 9 đều rồi, cố lên anh ơi. Rồi, vậy là 10 điểm nha bạn Ánh. Bạn Ánh được vô vòng tứ kết. Rồi, cuối cùng là tới tôi với bạn Hưng rồi các bạn ơi. Các bạn chờ đón xem nha, ai sẽ là người chiến thắng. Bạn ăn tôi không dễ đâu bạn. Để xem cổ tôi nè. Rồi, vòng loại tiếp theo là bạn Mạnh với bạn Hưng nha. 1, 2, 3, vô. Rồi, bạn Hưng quánh quy lực của người ta. Bạn Hưng này như thế nào đây? Cao thủ ngầm hay gì đây? Rồi, quy lực quá. 1-0 nhân viên Hưng. Rồi, trận đấu bắt đầu. Thôi, 1-0 rồi. Anh hai cố lên, Rồi rồi, anh Hưng này cao thủ cái gì đây nè. Lục. Rồi, 2-0 nhân viên Hưng. Trời ơi, 2-0 rồi. Mạnh ơi, đừng có để làm anh em mất mặt nha. Rồi, 3-0. Anh Hưng giao cầu nha. Wow, anh Hưng phản xạ nhanh quá. Lục. Rồi, dưới lưới. Anh Mạnh thắng hên bàn 3-1. Wow, anh Hưng quánh. Mạnh đỡ không nổi luôn. Trời ơi, 4-1. Cú đánh của anh Hưng rất là quy lực nha. Rồi, 5-1 rồi. Rồi, 6-1. Đắp. Còn. Rồi, 7-1 rồi. Bạn Hưng của đây quánh hay quá. Wow, phản xạ rất nhanh như chưa qua lưới. Còn một cú đánh chéo tay. Mình nghĩ chắc bạn Hưng này vô địch quá. Đánh rất là kỹ thuật nha. Rồi, không qua lưới. Rồi, 9-2 rồi. Còn một điểm nữa là bạn Hưng win luôn. 9-3. Rồi, 9-4. Trời ơi, nhả cho mình đó các bạn ơi. Nhả. Rồi, 10 điểm nghiêng về bạn Hưng. Thắng là như các bạn. Rồi, bạn Hưng quánh quá hay luôn các bạn ơi. Anh có cảm giác gì khi được thắng bởi một người cao to? Mình rất vui nha các bạn. Thôi mình chịu các bạn ơi, bạn Hưng này quánh rất là hay luôn nha. Mình quánh mà quánh không lại luôn á. Đúng đó, em thấy anh Hưng này nè. Chứ còn cái em thấy ra lửa luôn á. Bạn Hưng vô tứ kết nha. Thì tứ kết của mình gồm có là Trung với Vinh và Trang với Ân, Ánh với Hưng, Đức với Khang. Bây giờ mình đấu cái vòng bán kết nha. Trung ơi, nhường cho em đi anh Trung. Thì anh cũng không biết nữa, anh quýnh dở lắm em ơi. Trận tứ kết đầu tiên là Trung với Vinh nha. Rồi em vô cầu nha. Cố lên Vinh ơi. Rồi 1-0 Vinh ơi. Rồi 1 đều. Rồi 1 đều. Vinh mà thắng được anh Trung coi như là Vinh hay lắm nha. Rồi, không kịp rồi Vinh ơi. 2-1. Rồi 3-1. Nói chung là này trận này không căng sức tại do Vinh nhỏ hơn. 4-1 rồi nha. Đánh khá là hay luôn. Đó, nhảy lên, nhưng cậu cao. Trời ơi, tay này chui nha nè, 4-2 rồi. Cố lên Vinh ơi. Rồi, tỷ số là 5-2. Rồi, 6-3. Rồi, 5 lưới. 3-5.
Nope. Ai hai chạm rồi. 6-4 nghiêng về chung luôn. Cái này gì vậy? Trời, trời ơi, chung ơi. Rồi, 9-5. Rồi, xong luôn. Thua rồi, bạn Trung vô bán kết. Em thua anh Trung là đúng rồi, em nhỏ em không có đánh lại anh Trung đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Còn thấp mình Trung, Trung đánh cao có khi còn chết không tới nha. Nói chung ở đây là mình tập cho tính kỹ năng thôi chứ không phân biệt thắng thua nha. Đúng. Nhưng mà em thấy Vinh đánh cũng khá, nếu mà ngang tầm là Vinh có thể thắng nè anh. Rồi giờ trận tứ kết tiếp theo. Vinh lội, trận bán kết của mình là Trung vô nha. Trang ơi, em có nhường anh không? Không, em không nhường. Ok, hết sức. Rồi trận bán kết tiếp theo là Trang với anh nha. Vậy đây là gương mặt của anh khi trước trận đấu nha anh em. Ok. Ông Quynh khá là tự tin. Cố lên ơi. Nope. Trời ơi. Ủa không, nghe vậy Trang ơi. Cố lên anh. Ra ngoài. Ra ngoài ơi. Một đều. Một đều. Hay quá. Trang quánh mạnh lắm nha. Rồi 2-1. Rồi 2-1 rồi. Cái này anh nghi là Trang thắng luôn em. Ừ đúng rồi, em cũng nghi á. Trang quánh cũng rất là mạnh luôn nha. Yeah. 3-1 nhưng mà Trang. Trang quánh giờ có quy lực lắm nha. Phải cầu tốn nè. Không hả? Tự ra chứ. Cố lên chị Trang ơi, cố lên. Cố lên Trang ơi, mẹ với Vinh tin tưởng hả con đó. Rồi, số 5-1. 5-1. Rồi, tiếc quá. 2-2 rồi. Nope. Rồi tỷ số đang 7-2 nghe về Trang nha. Rồi bỏ nhỏ. Ăn bỏ nhỏ quá đẹp. Rồi 8-3. Rồi rồi. Còn 2 điểm nữa Trang ơi. 9-3. Trận này thì Trang vô vòng bán kết rồi. Giờ trọng tiếp theo là Ánh với Hưng nha. Bạn ơi, trận này nhớ nhường tôi nha. Tôi đánh hết cho năng được rồi chứ. Thôi bắt đầu. Một không. Tỷ số nhiều em quên kìa. 1-0 anh ơi. 1-0 rồi. Thôi. 2-0 rồi. Nghĩ nè, Hưng thắng quá nè. Lúc rồi, 3-0 rồi. Rồi 1-3. Lúc rồi 4-1. 4-1. Rồi 5-1 rồi. Bạn Hưng rồi nha. Rồi 9-3. Bạn Anh quýnh thông qua lưới. Rồi 9-4. 9-4 rồi. Rồi 10-4. Hưng vô vòng bán kết nha. Đánh lên nha các bạn. Cái Mỹ Hưng như thế nào? Cái Mỹ tôi rất vui nha các bạn. Trời ơi, quýnh không nhường gái hết trơn rồi. Tôi nhường 5 trái rồi nha. Wow, Hưng nó nhường 5 trái. Và tỷ số là 14 nha em. Quá đẳng cấp. Rồi trận bán kết này là bạn Hưng được vô nha. Rồi trận bán kết tiếp theo là Đức Chí Khang nha. Rồi 1-0 nghiêng về Khang. Rồi em khá là hay luôn nha anh em. Đúng rồi, trận này tôi nghĩ là Khang sẽ thắng á. Đúng rồi, nhìn bộ đội biết uy tín rồi. Một đều rồi đó. Rồi ra ngoài sân luôn. 2-1.
2-1 với người khen. Rồi dứng lưới. 3-1. Rồi 4-1. 4-1. Mình nghe nói là Khang là quýnh cầu lông hay lắm nha. Rồi 5-1. Cấp của Khang quá quy lực. Rồi ra sân, ra sân. Rồi 7-2 kiên về Khang nha. Rồi bỏ nhỏ quá đẹp. Tỷ số là 7-2 kiên về Khang nha. Rồi 8-2. Rồi 9-2. Có vẻ như Đức không phải là đối thủ của Khang rồi. Đức bị loại, Khang vô vòng bán kết. Thì trận bán kết mình gồm có Trung đấu với Trang và Hưng đấu với Khang. Ơ Vinh, em thấy trận này kịch tính không? Chứ anh ấy là rất kịch tính luôn á. Rồi em chọn Trang á. Đúng rồi, mẹ cũng chọn Trang luôn. Anh Trung, anh có nhường em không? Bình thường á, ở nhà là anh sẽ nhường cho em cái gì mà anh có. Giờ không có đâu, này mình thi với nhau rồi. Ok, vậy em sẽ đấu hết mình với anh luôn. Rồi, giao cầu đi Trang. Rồi, 1-0. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Hay quá Trang ơi. Rồi ra sân, ra sân, ra sân. Rồi 2-1 như vậy Trang. Cố lên Trang. Rồi còn đông sân, còn đông sân. Hai đều. Rồi 3-2. Rồi 4-2. Bình tĩnh lên Trung ơi. Không có lưới. 4-3. Rồi 4 đều. Rồi 5-4 rồi. Anh đều đang cứu cầu không kịp. Ra sân. Wow, đánh với anh Trung này hồi hộp quá các bạn ơi. Dạ cầu đi. Rồi ra sân. Vậy là 7-5. 7-5 nghiêng về Trang. Rồi còn trong 7-6. Rồi 7 đều. Trung kịch tính quá. Rồi ra sân, ra sân. 8 đều. Rồi cố lên chị Trang, cố lên. Cầm cây đích trà Trang ơi, 8 đều rồi đó. Em giao cầu nha. Rồi 9-8. 9-8 rồi. Rồi Trang thắng rồi. Đừng mất mình Trung đi Trung. Cố lên em. Rất là tiếc nối cho Trung luôn nha nè. Nhường cho em đó. Vậy sao hai trái cuối anh đánh cúp vậy? Chẳng qua là anh đánh hụt thôi. À vậy hả? Trung đã bị loại và Trang vô vòng chung kết. Mình không ngờ là Trang vô chung kết luôn đó các bạn. Rồi cặp mạnh nhất ở đây là Hưng với Khang nha. 1-2-3 giao cầu. Hai đối thủ mạnh nhất như thế nào đây? Rồi ra ngoài sân. 1-0 nghe vậy bạn Hưng. Rồi ra sân. 1 đều. Wow, đánh cúp của Khang quá nguy lực luôn. 2-1 như vậy Khang. Ừ, 2-1 như vậy Khang rồi nha. Rồi, ra ngoài. 3-1. Rồi, 4-1. Wow. Trời ơi, cá ừ luôn anh em ơi. 5-1. Nghiêng về Khang thì anh em. 6-1 rồi luôn anh em ơi. 7-1 rồi. Kết hợp vừa năng lực và vừa kỹ năng đó nha.
Nope. Rồi 72. Rồi 82. Ra sân. Cố lên bạn Hân ơi. Chín hai. Trời ơi, phải có phản xạ cực mạnh và ánh mắt xuyên khẩu đó. Khang đánh quá mạnh luôn, lực căng như một tia sét. Bạn Hưng liệu có thắng nổi không đây? Rồi thua rồi. Rồi bạn Khang vô vòng chung kết. Bạn Khang này quýnh hay quá các bạn ơi. Mình quýnh không lại rồi. Mình không ngờ mình vô được chung kết luôn á các bạn. Vô chung kết em thắng nha anh ơi. Cố gắng nha Trang, mẹ tin tưởng con nha. Sau 4 vòng thi đấu thì mình đã tìm ra đội vô chung kết, đó là Khang và Trang. Ai sẽ là nhà vô địch đây, các bạn đón xem nha. Em giao cầu nha. Em bỏ tiền của Khang đừng lấy cái 2 triệu mốt nào quýnh chơi chán. Cầm cung tay quá à. Trời ơi, cái vợt gì mà 2 triệu mốt như vậy. Cố lên. Vòng chung kết thì kịch tính quá các bạn ơi. Rồi một đều. Rồi 2-1. Đâu như đối thủ mạnh hơi bị rén các bạn à. Đọc qua lưới. 3-1. Cố lên Trang ơi. Hay quá. Chơi. Nope. Chơi. Oh. Rồi. 4-2 rồi. 5-2. Rồi Trang không phải là đối thủ rồi các bạn ơi. Kịch tính quá. Rồi hụt rồi. Bình tĩnh là Trang ơi. Rồi 6-3. Khang đánh không qua lưới rồi. Rồi ra ngoài 7-3. Chung kết là cũng khá hay rồi đó. Do là Khang sao mà con quánh hay như vậy? Tại con có đi học với anh cho trưởng chú. Phải rồi, đánh đúng cao thủ. Vậy là Khang này là gọi là đi thi đấu cho trường các bạn ơi. Hôm nay Khang xứng đáng làm đệ nhất cầu lông của team mình nha các bạn. Thưởng cho con 1 triệu đồng và nửa thùng xúc xích. Đây đây đây, Trang về nhì nên Trang được thưởng nửa thùng xúc xích luôn. Dạ. Cô biết sao con thắng không? Tại nhà heo cơ bội nè. Em cũng dán nè, sao em không thắng ta? Vô vòng chung kết rồi còn đội gì nữa Trang? Đội hậu sinh này ăn cũng hết nữa, nhờ con chia cho các bạn. Dạ, vậy là Khang quý tình bạn rồi, mấy đứa vô Khang chia kìa. Trời ơi, mình hay nhất mình được có 2 hũ vậy trời. Con em bé mình lấy con hũ nha bạn. Hũ đi hả? Là quải trưởng các bạn ạ. Các bạn yêu cầu team mình làm cuộc thi cầu lông thì mình đã đáp ứng theo các bạn rồi. Hãy nhấn cho mình một like đăng ký kênh. Các bạn nhấn vào chuông thông báo và bình luận yêu cầu gì thì team mình sẽ thực hiện yêu cầu các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.